Sau đây xin nhờ báo gắm khiếu nại giúp em. Có 4 sản phẩm thôi nhưng mà lỗi hết một cái rồi. Đây. Đây là không lỗi nè. Rồi, đây. Cũng không lỗi ha. Rồi đây. Không lỗi luôn nha. Nhìn đây. Cuối cùng nè. Nè. Không có lên gì hết trơn luôn, không có hoạt động gì luôn. Đó. Nè, không biết gì sao nữa. Đây ha. Không hiểu luôn. Đây, nhìn một cái khác nè. Ok hết nha. Nè. Lại nè. Rồi. Đây. Không có lên gì luôn, là hai cái là sạc điện bình thường nè. Đó, thấy không? Nhưng mà không biết sao nó không lên. Điện là vẫn có đầy đủ ha. Nó cũng lên. Lên nha. Đây lấy cái khác nè.